Ôi. Ôi được, mà thằng này nó nuôi con chó mà nó mập hơn nó luôn á. Nó nuôi con chó mà đụng má ăn mì gói không, chó đụng má chắc ăn toàn thịt không á. Nhìn con chó gấp 3 lần đó mọi người ạ. Nhìn con chó gấp 3 lần đó. Mà nuôi thêm con đĩa bột lèo nữa, trời ơi. Nó phá.